Ôi bà Dục bây giờ khỏe mạnh đẹp gái quá. Giờ nghỉ bán rau rồi à? Con gái giờ về ở với con này hay sao? À rồi thôi rồi con nuôi thì tốt rồi. Vâng. Đợt này thấy bà khỏe mạnh đấy. Thấy bà đẹp hơn ngày xưa ấy. Rồi thôi mừng rồi. Chào. Em đã sống lại và lợi hại hơn xưa đúng không? Mai không biết. Xả hàng đồng giá 50.000. Đồng giá. Rồi thôi bán đi. Này hốt đi hốt bạc đây. Thấy cái đông khách quá trời. Đồng giá 50.000. Rồi sale 60.000. Mắt kiến. Ồ, nhiều loại đẹp quá à. Mắt kiến Đài Loan. Lạp xưởng. Rồi thịt này, cửa hàng bán thịt heo. Chợ ế quá bà con ơi. Vẫn có tiệm thấy bán đông nhờ chị. Nhưng mà từ sáng đến giờ đến 9 giờ là thấy là hả luôn. Dạ. Dạ, em tên Tuấn Dương, Sài Gòn ngày nay. Rồi em cảm ơn chị nhá. Rồi chào bà chủ đại lý vé số. Mỗi ngày bán giờ mấy ngàn tờ. Ngàn tờ là lời ngàn hai không? Ngày là 1.2 triệu, tháng 36 triệu. Lấy 30 tờ vẫn còn lời. 300 tờ. 300 tờ nhớ không? Không báo công an. Nói nha, cô thí sáng ăn khoai không? Mới ăn chuối khoai, ăn bánh mì cho. Ngày 23 dĩa cũng tắm á. Ăn còn đồ cho không, để tiền chúng lấy cho. Tôi lớp chúng ăn cắp. Lớp ăn cắp lớp chúng ăn cắp giấy số. Dạng lớp có làm lọt tiền chúng lộn. Bây giờ gắn cái camera ở đây. Gắn lên trên đầu này. Ở đây nó ăn cắp, ăn cắp ngoài. Ăn cắp ngoài á. Ở đây có một con nhỏ ăn cắp rồi à. Buổi chiều nó bu vô. Để sau đó đưa lên cho bọn nói đi, có một cút ăn cắp à. Nó bu vô đó, con này nó ăn cắp. Nó ở gần tôi á, nó bán gần tôi nó lấy. Có, trời ơi, người ta nhìn dễ thương này, ai lấy. Chết bà chưa, cho bà chưa. Rồi thôi nhá. Dạ. Ủa xong rồi cái Dục đi cái đó họ làm gì bà? Cái đó họ cho người ta ăn con cá. À cho người ta là. Còn mình chỉ lấy cái thịt mình thôi. Chỉ lấy nhiêu đây thôi. À. Mà lúc này nó mắc 300.000 một ký ạ. 200.000 một ký ạ. 300 á? Ủa cá thác lác giờ mắc à? Rồi, bà bán hàng nhá, con đi ạ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về quận 10 Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở số 216 đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10. Cô bác anh chị có thể nhìn thấy có cái chữ tiệm hớt tóc Bèo Thành Đạt. Rồi kế bên đó là một cái tiệm trà sữa, nước ép, ăn vặt, rồi bán thực phẩm, trái cây, đồ uống. Sau đó thì là tới cái tiệm bán bánh mì ba lê theo cái kiểu là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi những cái người bán cà phê, bán đồ uống ở ngay bên vỉa hè. Thì thường những cái người mà bán cà phê vỉa hè như này các bạn thì mức giá rất là rẻ, chừng 10 cho tới 12.000 một ly thôi. Giá rất là rẻ nên là phù hợp với đa số bà con, cô bác, những người lao động. Họ chỉ tấp xe vào lề họ mua. Còn nếu như mà chúng ta vào trong những cái quán sang trọng
có tiếp viên nữ phục vụ thì một cái ly cà phê giá cao gấp nhiều lần. Và giá ở đây thì các bạn thấy cũng rất là bình dân thôi. Ví dụ như các bạn nhìn phía trước này, nước mía dâu 15.000, nước mía sầu riêng 20, dâu trà mãng cầu trái cây 15-20k, cam vắt 15k, sữa đá da ua 15-17. Nói chung là những cái món này thì cô bác anh chị thấy cũng rất là ngon và rẻ. Ở đây họ cũng đang làm bánh bò, bánh tiêu này. Cái khúc này các bạn là góc của đường Vĩnh Viễn cắt với đường Nguyễn Duy Dương. Thì cô bác anh chị nhìn này, đây cũng có người bán dưa Long An 13.000 đồng một ký. Ở bên đây thì có cái lò bánh mì Lương Phan. Ngày trước thì họ nằm trên con đường Vĩnh Viễn, sau này thì chủ nhà lấy lại mặt bằng đó thì họ rời về đây là 306 đường Nguyễn Duy Dương, lò bánh mì. Rồi tiếp theo là chăm sóc gội đầu, dưỡng sinh, rồi một cái tiệm rửa xe gắn máy ở ngay góc ngã tư. Thì đây đang là góc ngã tư của đường Vĩnh Viễn cắt với con đường Nguyễn Duy Dương. Cái hướng mà ngược lại sau lưng của Tuấn Dương á, thì chúng ta sẽ đi ra Ngô Gia Tự, là đường Minh Mạng cũ đó. Hôm nay mình sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi một cái ngôi chợ, đó là chợ Nhật Tảo hay còn gọi là chợ Gia Bà Bầu. Đây có người đi bán vé số này, vé số thần tài đó, mặc quần áo thần tài luôn để đi bán vé số. Nếu mà giả sử ai mà cũng trúng số thì đâu cần ông thần tài nếu ông mặc quần áo để đi bán đâu các bạn. Giống như là ai mà cũng trúng số. Quay thần tài bán vé số. Bán nước đá đúng không? Nước đá bán đắt rồi khỏi giới thiệu. Áo xô, áo thêu 80.000 một áo. Ở đây các bạn cũng có một cái tiệm này cũng khá lâu rồi này. Nhà thuốc gia truyền tư nhân Trung Hòa Đường. Bằng tiếng Hoa, giống như của người Hoa, họ kinh doanh buôn bán cũng khá là lâu đời. Bên cạnh đó những cái căn nhà mà mới thì các bạn nhìn này, cũng những cái căn nhà dạng như một trệt, một cái chòi làm bằng tôn, bây giờ chuyên buôn bán phế liệu. Ở Sài Gòn các bạn đấy cũng vẫn còn những cái căn nhà theo cái lối kiến trúc từ xưa sử từ xưa nhé. Không phải ai cũng giàu có và cũng có tiền để mà xây lên những cái căn nhà mặt tiền đấy đâu. Rồi tới nhà thuốc, rồi bán rau củ quả. Thôi bây giờ mình sẽ từ từ đi bộ ra chợ để quay cho cô chú anh chị coi những cái hình ảnh sinh hoạt buôn bán của người dân ở quanh cái khu vực chợ Nhật Tảo. Đây người ta bán trái cây này, bán thanh long, bán xoài, bán táo. Rồi bán cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, rau củ quả. Mà các bạn thấy bây giờ nhiều người là đàn ông cũng đi bán hàng rất là giỏi nhé. Họ bán rau củ quả, thay vì trước đây là chợ thì chỉ có các chị bán thôi thì giờ các anh cũng nhập tham gia vào cái giới business rau sạch. Còn trước mặt đây chúng ta là một cái tiệm số 331 đường Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10, chuyên bán nhang đèn. Thì kế bên đây nó có cái hẻm, chúng ta có thể đi thông qua cái hẻm này cũng qua được bên đường Vĩnh Viễn. Rồi đây các bạn có cái tiệm bán dừa. Đây dừa, ta bán dừa trái, rồi bán nước cốt dừa, rồi bán dừa nạo. Bán vào từng ly một. Nguyên cái vựa dừa. Rồi người ta chặt sẵn những cái trái dừa gọt ra để cho mình mua. Rồi nhà sư đi cất thực. Ở bên này cũng dừa này các bạn này. Đó.
nguyên cái khu này là gần chợ thì bán nước cốt dừa, bán dừa cho mọi người kho thịt cá, rồi bán dừa để giải khát. Ở đây thì rẻ lắm, chừng 10.000, từ 7 đến 10.000 một trái thôi. Đây gần tới cái ngày rằm rồi nên là bà con ta bán bông cũng khá nhiều, bông rồi trái cây. Đây chúng ta đang đi gần hơn tới khúc cổng chợ Nhật Tảo đây các bạn. Đấy, bên này có một cái tiệm sản xuất đậu hũ sạch, thực phẩm chay. Xuân Trâm từ Bắc Ninh về đây để kinh doanh. Rồi bên ngoài này các bạn, bà con cũng buôn bán đủ thứ, chuối, đu trái cây. Đấy. Nhiều anh ấy cầm tiền để thối cho khách, chuối, đu đủ, rất là nhiều trái cây, chuối già, rồi chuối già, chuối sứ. Bà con mình đi chợ là mua chuẩn bị đến ngày rằm rồi. Ở bên kia thì thấy bán bắp này các bạn này. Trước cổng chợ thì mọi người thường là nán cái xe lại để vô mua. Và đây hôm nay thì mình thấy khá là sạch sẽ rồi, không còn cái bãi rác ở phía trước cổng chợ Nhật Tảo. Trước đây thì có cái bãi rác rất là to và rất là hôi, còn thúi hoắc nữa. Có lát lại. Trước thì đống rác ở đây to và thúi hoắc, mà bây giờ người ta không có để rác ở đây nữa thì tạm thời lúc này nó còn thơm tho một chút. Đi mấy cái ngôi chợ truyền thống thiệt tình là trời ơi. Chú. Rồi đây, cái hướng này là cũng mấy sạp này hôm nay người ta chưa có mở này. Mấy cô chú này đóng hết rồi này. Đây các bạn thấy là cũng khá vắng nhé. Giờ này giờ đi chợ buôn bán mà cũng khá ít người đi. Ở đây chợ Nhật Tảo, ngày xưa gọi là chợ Gia Bà Bầu. Thì cái chợ Nhật Tảo, đây là chợ này thì nó bắt đầu từ khúc Nguyễn Duy Dương này ra tới tận Nguyễn Tri Phương. Đây, mời cô bác cùng coi hướng đi thẳng này, chúng ta sẽ ra đường Bà Hạt này. Mình sẽ ra con đường Bà Hạt, ở đây thì có người bán khoai, mì, đậu phộng, các loại bánh, củ sắn với nước cốt dừa, đây gọi khoai mì, rồi khoai lang. Tôm sông nửa ký 60.000. Trái cây đó. Đi thẳng này là chúng ta ra con đường Bà Hạt nha các bạn. Tôm sông nửa ký 60.000, 120.000 một ký. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong chợ nhé. Dạ, chợ cấp gì giờ cô? Đây mấy người mua những cái cây lộc. Dạ. Dạ lên rồi. Quay chợ. Dạ. Đây hải sản cũng nhiều thứ lắm này các bạn này, nghêu sò, nghêu 60, 50.000.
bán trứng 35, 40 ngàn, 30 ngàn. Rồi bên kia thì bán rau, bán cá này. Đó. À, mấy chị bán hàng đây rất là xinh xắn, dễ thương nhé. Bán cá các loại, rau, củ quả. Sắp hết rồi gì nữa? Bán không ai mua nè. Cô đó đang làm ăn đây, bà đang bán được không bà ơi? Bán không ngay ngay à, đang ngồi cá. Dạ con khỏe. Cho cô gửi lời thăm tất cả mọi người nha. Dạ à. Ủa xong rồi cái dục đi cái đó họ làm gì bà? Cái đó họ cho người ta cho cá ra. À cho người ta lại. Còn mình chỉ lấy cái thịt thôi. Chỉ lấy cái thịt đây thôi. À. Nhưng mà lúc này nó mắc. Cái 300 ngàn một ký hả? 200 ngàn một ký á? 300 á? Ủa cá thác lác giờ mắc à? Mắc. Rồi, bà bán hàng nha, con đi ạ. Cảm ơn Dương Nga cho gửi lời thăm tất cả mọi người nha. Dạ dạ, đây cá rất là tươi và ngon này các bạn này, cá thác lác. Làm xong cái bà lau đi. À, cá nàng hai là nó có cái viền đúng không? Là nó có cái chấm chấm. Nó có cái chấm. Vâng, con này là nó trơn luôn. Nó nhỏ này nè. Rồi rồi. Con đã xem họ họ đánh lưới cái cá này rồi. Họ dùng cái lưới trời. Rồi con cảm ơn, con đi ạ. Nho 80 ngàn. Quýt 50 ngàn, bon bon 40. Rồi ốc. Ốc nhồi, ốc ốc hương, thịt heo. Ở khu này bán thịt cá. Đây ở đây có bán con này gọi là con nhộng dâu tằm này các bạn này, con nhộng. Cái này ăn rất là bổ. Nó rẻ hơn con đuôn nhá. Nếu đuôn thì bán mấy chục ngàn một con, nhưng cái này mình mua theo ram. Đó ăn thì ngon. Lê Hàn Quốc, vài cát Hòa Lộc. 30 ngàn một ký. Táo Nam Phi. Quá trời món luôn. Cam, quýt Thái, bài cát Hòa Lộc, bom, bưởi. Giờ này đi thì cũng bà con mình mua sắm khá là vui. Đây các bạn thì là bán bưởi rất tươi và ngon nhé. Bưởi da xanh, bông. Gần đến ngày rằm rồi. Đó, bưởi. Chợ truyền thống thì đồ rất là tươi. Đây ngay kể cả trong hẻm này các bạn này cũng có những cái hàng ăn. Bà con cô bác mình ngồi ăn bún biết các thứ ở trong cái hẻm này. Đó. À, đồ ăn sẵn, cà tím, hành, à, cơm rượu, bánh, nước sâm. Dạ, chào cô ạ. Bán bún, bún mắm. Đây các bạn nhìn này, những cái sạp ở đấy buôn bán rau thì hai sạp đối lưng vào nhau. Rồi rau củ quả ai mua cái nào thì lựa cái đó. Rồi khô này các bạn này, tôm khô, cá khô, khô mực.
lạp xưởng, rồi trái cây. Đây là mình đi cái hẻm này đi. Nó cũng chợ thì có nhiều nhánh, dạng như nhánh xương cá này. Mình đi ra đây thì tới một cái trục ở cái trục đường ở hẻm 373 đường Bà Hạt. Trong những cái khu cư dân này tuy thì là nó nhỏ nhưng mà tiện ích thì rất là đầy đủ. Đây, các hàng quán này. Bánh cuốn, bánh ướt hoặc là bánh xèo. Đây, hẻm này là 36 đường Nhật Tảo. Ngay ngoài đường người ta cũng có thể bày một cái ghế để bán chè, bán cho mọi người mua để mang về. Thay vì dùng cái giỏ sách có xe kéo để cái giỏ lên. Chưa làm gì, chưa làm mà á trước để sướng trước đã để làm sau. Dạ, chào người đẹp, giờ bán bông. Ủa, hôm nào là ngày rằm? Hôm nay là 29 rồi, là 30. Bự chà bá. Rồi. Bông đi mấy chị ơi, bông hạnh phúc đó nè. Mua ủng hộ người đẹp đi. Chả cá đang bán rồi. Vừa chả cá, nước sâm bán 3-4 món luôn. Rồi, nước sâm luôn, chè dưỡng nhan đó nè. Chè dưỡng nhan á, dưỡng là dưỡng dung nhan của mình á, dưỡng sắc đẹp mình á. Sắc đẹp đó, mình đẹp nha. Già uống trẻ lại, gái uống đắt chồng á. Ok. Rồi đây chả cá. Chả cá đây nè mấy chị ơi. Rồi, chả cá, ớt. Có hôm qua rồi đó, chứ có bữa có hôm qua. Ớt, chả cá. Ớt, chả cá, đậu hũ. Đậu hũ dồn thịt à? Đậu hũ dồn chả cá. Dạ, đậu hũ dồn chả cá, rồi. Dạ, đây chả cá. Ủa, hôm nay ông xã đâu rồi? Ông chồng đâu? Ôi trời ơi. Một mình em là bao sâu nguyên cái ngã tư này. À dạ. Và thôi chào người đẹp nhá. Dạ. Đây. Này rất nhiều người mua bông nhá. Chừng hai bữa nữa mới là ngày rằm, nay là 29, 30 cho tới 1 tây. Đây rằm thường mọi người cúng cúc đồng tiền. Chào người đẹp. Bán này lời và nhàn hơn là bán bún bò. Đây là hôm nay cô nghỉ không bán bò kho nữa, bán bông. Dạ, dạ chào cô ạ. Dạ. Rồi các loại đu đủ này. Rồi rau củ quả này. Cái này cái lá bạc hà, dưa. Rau rất là tươi. Rồi chào bà chủ đại lý vé số. Mỗi ngày bán giờ mấy ngàn tờ? Ơi, nói quá. Ngàn tờ là lời ngàn hai không? Ngày là 1,2 triệu, tháng 36 triệu. Quay phim lên, rồi yêu anh kia nói ngàn tờ nha. Ngày có 500 tờ, nói ngàn 2,000 tờ. Lấy 30 tờ vẫn còn lời. 300 tờ. 300 tờ. Nhớ không? Thông báo công an. Nói nha, cô Thí cho mấy ăn sáng. Sáng ăn khoai á. Sáng ăn khoai. Mới ăn chuối khoai, ăn bánh mì cho. Ngày 27 cũng tắm á. Ăn còn rồi cho không, để tiền chung ấy. Cô lớp chúng ăn cắp. Lớp ăn cắp lớp có chúng ăn cắp cái số. Dân lớp có làm lọt tiền chúng lộn. Bây giờ gắn cái camera ở đây. Gắn lên trên đầu này.
ở đây nó ăn cắp, nó ăn cắp ngoài à, ăn cắp ngoài á. Ở đây có một con nhỏ ăn cắp thôi à, buổi chiều nó bu vô nhỏ đó. Sao sao đó đưa lên cho bọng nói đi, con cút ăn cắp à, nó bu vô đó con này, nó ăn cắp nó ở gần tôi á, nó bán gần tôi nó lấy. Có ông chợ người ta nhìn dễ thương này, ai lấy. Chết bà chợ, cho bà chợ. Rồi thôi nhá. Rồi. Đâu gì nha, con đi. Dạ dạ. Dạ. Ở đây ạ. Dạ. À, quần áo này các bạn này, mấy cô mua để mặc mà. Đẹp phết. Ở đây mấy đồ si này, móc khóa, nhẫn, đồng hồ Rolex này. Đó, đồng hồ Casio của Nhật Bản, rồi các loại vòng, rồi mắt kiếng. Đó, áo thun đồng giá mới 100%, giá 60k, rất là rẻ. Đó, trời rẻ luôn. Đây đi thẳng đây ra cái đầu hẻm này là hẻm 373 được bà Hạt. Đây cô bác thấy là quần áo cũ thì sổ đổ ra đống này, ai lựa thì lựa, giá cũng rất là rẻ. Nhiều người đi xe gắn máy đấy, cũng lại lựa, nói chung là vừa cái nào mặc cái đó. Đó, quần short, quần dài, ví dụ như chừng 10.000 mà mình mua được cái quần, cái áo thì mình mặc nó cũng đỡ tiền, chứ giờ tiền đâu mà mua cái hàng triệu bạc. Rau má đường phèn 10.000 một chai, Nha Đam đường phèn. Giờ sang năm chắc nó lên quầy bán nước giải khát đây. Rau má, các loại rau. Đi tiếp nhé. Đây ở ngoài này, bên kia là 310 đường Bà Hạt này các bạn này. Cơm gà da giòn. Rồi đi một chút xíu và bên kia thì có cái hẻm đi vô xóm Cùi, hẻm 292 của đường Bà Hạt. Còn ngày xưa là cái căn này này. Ngày xưa căn này thì là bán cá kiểng. Chủ nhà thì bán đi rồi, cái số 379 đường Bà Hạt ấy. Là ngày xưa là bán cá kiểng, giờ cái số 377 là ngày xưa là mình mướn bên này, sau chủ nhà bán đi rồi giờ chủ nhà đi Đài Loan. À, ngày trước mình ở đây thì cái cây này nó nhỏ lắm, mà giờ cây nó bự chả bá luôn. Ở bên này là 375 là tiệm may, có bán gì đây, bánh mì Cô Ba Sài Gòn. Rồi, còn hướng này các bạn là chúng ta đi thẳng thì sẽ gặp Bà Hạt cắt với Nguyễn Tri Phương. Đi thêm một chút ở đây thì chúng ta ra sẽ gặp chùa Từ Nghiêm, tổ đình Từ Nghiêm. Rồi cái hẻm này xin lỗi các bạn là người ta gọi là hẻm, tên hẻm là 383, số 383. 383 Bà Hạt. Đây, bán trái cây này, mãng cầu 35.000 một ký, quýt 35.000, xoài cát Hòa Lộc 40. Nhưng mà xoài cát Hòa Lộc này thì không phải là cát Hòa Lộc. Cát Hòa Lộc mắc tiền lắm. Giống như ở Việt Nam thì người ta vẫn hay gọi là gì nhỉ?
vẫn hay lẫn lộn cái nguồn gốc xuất xứ. Nếu mình nói cái từ đây, ở đây có người mặc thử đầm luôn này các bạn này, quần áo rồi đầm đồ cũ, bà con cô bác mình ngồi lựa những cái quần áo đã qua sử dụng. Đây, cái bộ này nhìn cũng rất là đẹp này các bạn này, nó này giá rất là đẹp và rẻ. Giá bèo. Bèo lụa. Bèo là nhiêu đại ca? Bèo. Dạ, Sài Gòn ngày nay. À, lâu quá lúc này mỏng quá. Vâng. Thấy lại mỏng quá. Dạ. Đây, hành tỏi. Rồi, chào anh. Tỏi Hải Dương, tỏi Hà Nội, hành tím, tỏi Lý Sơn. Chỉ chuyên bán món này thôi anh. Bán một món này thôi là giàu rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rau các thứ ở chợ này thì rất tươi nhé, rau má, đậu xanh, rồi bắp cải, rau muống. Đây, hàng sale 60.000. 60.000. Rồi chạy có mấy con sao nha? Hello, xin chào. Em đã sống lại và lợi hại hơn xưa đúng không? Mai không biết. Xả hàng đồng giá 50.000. Đồng giá. À. Rồi thôi. Rồi thôi bán đi. Này hốt đi, hốt bạc đây. Thấy cái đông khách quá trời. Đồng giá 50.000. Rồi sale 60.000. Rồi. Mắt kiến. Ồ, nhiều loại đẹp quá. Mắt kiến Đài Loan. Lạp xưởng, rồi thịt này, cửa hàng bán thịt heo, chợ ế quá bà con ơi, vẫn có tiệm thấy bán đông nhờ chị. Nhưng mà từ sáng đến giờ, đến 9 giờ là mấy nhà dạ. Dạ, em tên Tuấn Dương, Sài Gòn ngày nay. Rồi em cảm ơn chị nhá. Dạ. Không để biển có cái giá mà nào bán rẻ rẻ. Tiền hết rồi á. Dạ. Rồi em cảm ơn. Dạ. Đó là nơi, chúng là nơi. Rồi, cảm ơn người đẹp nhá. Bánh cuốn, quýt đường. Ồ, cua tôm ghẹ nhiều quá. Tôm ghẹ. Tôm bự quá, nhảy canh tách luôn. Trứng, chuối. Một lít. Hàng ăn. Bún. Hủ tiếu. Rồi, đồ gia
gia dụng. Ở đây các bạn này có bông bí này, hoa chuối, bắp chuối. Chuối này làm gỏi ăn ngon lắm. Ồ, thấy cô ở nhà nhìn như trắng trẻo, xinh tươi hơn á. Còn cô giải nghệ rồi, mấy lần đi qua thấy các chị bán. À, dạ. Và hoa hậu bán gà chợ Nhật Tảo này. Con đi nhá, chào cô. Ây à, mình đi qua bên đây để mình lấy đồ. Có mấy đôi dép mình có hai đôi dép mình khâu. Chào ba. Ô bà Dục bây giờ khỏe mạnh đẹp gái quá. Giờ nghỉ bán rau rồi à? Con gái giờ về ở với con này hay sao? À rồi thôi rồi, con nuôi thì tốt rồi. Vâng. Đợt này thấy bà khỏe mạnh đấy. Thấy bà đẹp hơn ngày xưa ấy. Rồi thôi mừng rồi. Trắng trẻo xinh gái dễ thương rồi. Rồi chào bà nhé, con đi ạ. Dạ. Chào người đẹp. Ngày xưa có giúp bà lúc bà bán rau. Bánh cuốn này, tai heo này. Chào chị. Dạ khỏe. Dạ, hôm qua bận quá quên mất. À vác về ạ. Dạ. Rồi cho em xin. Là nhiêu tiền chú? 100 ngàn. Dạ rồi. Thôi chắc chắn nha. Chắc chắn nha, dạ, mãi xem lại. Dạ thôi được rồi, cứ đi thử, nếu rách thì mang ra. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn chú. Rách thì mang ra đây. Cái này là chú dán keo không chú? Khâu không gì? Lại hết chứ. Nhưng mà có dán keo không? Có. Có đúng không? Dạ. Rách thì mang ra đây. Rồi ok, bảo hành bao lâu ạ? Bảo lâu, bảo hành. Bảo hành mấy ngày ạ? Gì mấy ngày? Ôi trời ơi. Rồi cảm ơn chị Mai, em khỏe. Rồi ơi, cảm ơn chị Mai nhá. Dạ. Rồi thôi chào cô chú nhá. Dạ. Đi ạ. Rồi ở đây đi đi về mà đi cái lối này nhá các bạn. Có 2 giờ mới về. Rồi. Chào các chị. Rồi đi về đi lối này, đi đường tắt này. Đây như cái hẻm này đi dỗ được này các bạn này. Đó, đường rất là nhỏ nhưng mà đường này chúng ta vẫn đi được nhá. Chào chị. Rồi, mình đi đây, đi qua bên quay trở lại con đường Vĩnh Viễn. Đó, ở nhà mà có bán đá ướp lạnh, cà phê, nước ngọt, tạp hóa luôn, đủ thứ. Chào bà. Dạ con đi quay chợ. Dạ. Trong này thì hẻm nó hơi nhỏ xíu thôi. Nhưng mà bà con sống ở đây lâu rồi cũng quen rồi. Đấy, vẫn có những cái anh xe Grab đi giao hàng dồ tới tận trong này. Hàng thì bé xíu xíu. Đây rồi tới đây thì chúng ta lại quẹo tiếp. Đó, các bạn nhìn thấy đâu khác thì mê cung đâu. Đó. Lại đây tiếp lại có hẻm để quẹo này.
Thì tới đây một là chúng ta quẹo phải này, đi ra, hoặc là đi cái hướng này này. Quẹo đây thì đi ra cái hẻm ngoài đường Vĩnh Viễn kia. Bây giờ Tuấn Dương quẹo qua bên đây nhé. À, quẹo qua đây thì lại có những cái hẻm nhỏ hơn, nhà bán tạp hóa này. Đó, tới đây các bạn thì cũng lại có những cái hẻm này. Đó, ở đây nữa này, búa xua hẻm ở đây nữa này. Cũng có nhà có các cái chòi bé xíu xíu. Ở đây các bạn nhìn này, hẻm nhỏ có chút xíu thôi. Rồi thôi, tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video và cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.